Và xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đến với trận cầu tứ kết thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa U17 Kipenvalai Gaspa và đối thủ đó là U17 Vigrim. Đây là một trận cầu rất đáng chờ đợi ở vòng đấu này, khi U17 Kipenvalai Gaspa là các nhà đương kim vô địch. Họ là một trong ba đội bóng đã giành ba chiến thắng tuyệt đối ở vòng đấu bảng. Và trong khi đó thì U17 Vigrim, đội bóng này cũng chưa thua trận nào trong ba trận cầu đầu tiên. Ở trên màn hình quý vị và các bạn là đội hình xuất phát của U17 Kipenvalai Gaspa. Ở tổ đấu này thì đội bóng này có Nguyễn Dương mang áo số 5, đội trưởng Tấn Bình mang áo số 8, số 10 đó là Thanh Phong. Thủ thành đó là Vĩ Hùng. Và cầu thủ mang áo số 5 cũng sẽ xuất phát ở tổ đấu này. Và bên cạnh đó là Fiso mang áo số 12, Ngọc Phú. Ba trận cầu ở vòng đấu bảng thì U17 Kipenvalai Gaspa đã lần lượt giành chiến thắng trước trẻ Benben Suceport với tỷ số là 4-1. Ở vòng đấu thứ hai thì đội bóng này cũng vượt qua trẻ Fren FC với tỷ số là 4-0. Và ở vòng đấu thứ ba thì U17 Kipenvalai Gaspa đã lội ngược dòng và đánh bại Lê Thịnh FC với tỷ số là 3-2. Và trong khi đó thì U17 Vigrim ở hai trận cầu đầu tiên, đội bóng này đều có những kết quả hòa với tỷ số là 1-1 trước U17 Gia Phác và U17 AFC. Và ở lượt trận cuối cùng thì họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 một cách đầy bất ngờ trước một trong những đội bóng được đánh giá rất mạnh, đó là U17 Tân Chủ FC. Thanh Phong. Vẫn đang là cầu thủ áo tím nguy hiểm. Chưa có bàn thắng được ghi. Trọng tài xác định bóng chưa vào lưới. Trước đó là một quả đá rất uy lực của cầu thủ mang áo số 10, đó là Thanh Phong. Cơ hội đầu tiên ở trận cầu ngày hôm nay đã thuộc về cầu thủ áo tím. Còn nhớ tại trận cầu với Lê Thịnh FC thì U17 Kipenvalai Gaspa đã có một trận cầu rất khó khăn. Họ để cho Lê Thịnh FC có bàn thắng trận trước và cũng tạo ra rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên sau đó thì U17 Kipenvalai Gaspa với những sự thay đổi người của huấn luyện viên Hoàng Duy cũng như là sự hưng phấn của các cầu thủ, họ đã liên tiếp có được những bàn thắng và đã có được chiến thắng với tỷ số là 3-2. Thanh Phong. Tấn Phát. Ngày hôm nay thì Tấn Phát đang là đội trưởng của U17 Vigrim. Người đang chơi cao nhất ở trên hàng công đó là cầu thủ mang áo số 19. Xoay sở và dứt điểm. Trọng tài đã bắt lỗi cầu thủ Vigrim với một tình huống kéo người ở phía sau. Những thời điểm đầu tiên và rõ ràng cầu thủ áo tím đang cố gắng để tạo ra lợi thế sớm ở trận cầu ngày hôm nay. Họ không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự như trận cầu với Lê Thịnh FC. Tấn Bình sẽ là một trong những cầu thủ đứng trước bóng lúc này, bên cạnh Thanh Phong. Dứt điểm vào! Bàn thắng rất bất ngờ ở trận cầu ngày hôm nay. Đó là cầu thủ mang áo số 10, Thanh Phong. Hàng phòng ngự của Vigrim dường như ở tình huống vừa rồi đã bắt bài, khi cho rằng đối phương sẽ có một pha phối hợp để cho đội trưởng Tấn Bình dứt điểm. Tuy nhiên không, Thanh Phong đã lựa chọn giải pháp dứt điểm thẳng về phía cầu môn của đối phương.
bàn thắng đầu tiên ở trận cầu tứ kết ngày hôm nay. Cho đến thời điểm hiện tại thì hàng công của U17 Kipen Fly Gaspa, tính cả bàn thắng ở trận cầu ngày hôm nay thì họ đã có tổng cộng 12 pha lập công. Lúc này thì chúng ta cũng thấy được một con số rất chênh lệch. U17 Kipen Fly Gaspa đã tung ra 4 tình huống dứt điểm về phía khung thành của U17 Việt Rim. Trong khi đó thì U17 Việt Rim vẫn chưa tung ra một quả đá nào về phía khung thành của đối phương. 4 tình huống dứt điểm của U17 Kipen Fly Gaspa thì có đến 3 tình huống dứt điểm trúng đích. Ở vòng đấu bảng thì U17 Kipen Fly Gaspa cũng là một trong những đội bóng có khả năng dứt điểm trúng đích nhiều nhất. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của U17 Kipen Fly Gaspa ở vòng đấu bảng là 62,2%. Họ chỉ thấp hơn so với U17 TNT. U17 TNT tỷ lệ dứt điểm chính xác đó là 62,5%. Rất nguy hiểm. Lối đá tấn công phú đầu đang được cầu thủ U17 Kipen Fly Gaspa tạo ra. Cả 3 trận cầu vòng đấu bảng thì không có trận cầu nào U17 Kipen Fly Gaspa ghi dưới 3 bàn thắng. Trong khi đó thì với U17 Việt Rim, trận cầu hay nhất của đội bóng này chính là trận cầu với U17 Tân Trụ FC. Đó là trận cầu mà tất cả người hâm mộ đều không cho rằng đội bóng U17 Việt Rim sẽ có được một kết quả tốt. Và thậm chí nhiều người đã đưa ra dự đoán là U17 Việt Rim sẽ nhận một thất bại với một tỷ số đậm. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra khi mà U17 Việt Rim họ đã thi đấu rất kiên cường và đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-2. Nguyễn Dương. Tấn Bình. Những quả đá bằng chân phải rất uy lực của đội trưởng bên phía U17 Kipen Fly Gaspa. Nguy hiểm. Vào. Tỷ số đường đã lên 2-0. Ngay sau khi ghi bàn thì đội trưởng của U17 Kipen Fly Gaspa cũng đã giơ cao chiếc áo số 2, đó là chiếc áo của Duy Khánh, người không thể có mặt ở trận cầu ngày hôm nay khi nhận án treo giò. Duy Khánh đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng đấu bảng, đó là các thẻ vàng ở vòng đấu thứ 2 và vòng đấu thứ 3. Và ngày hôm nay thì các đồng đội của cầu thủ này đang thi đấu để khóa lấp lại vị trí của Duy Khánh. Tấn Bình. Rất nguy hiểm. Vào. Lại một lần nữa thì U17 Kipen Fly Gaspa có thêm bàn thắng được ghi. Những quả đá từ xa đang là những thử thách quá lớn đối với thủ thành của U17 Việt Rim. Người vừa lập công đó là Thành Phong. Thành Phong đã có được cú đúp ở trận cầu ngày hôm nay. Dường như tâm lý của các thủ bên phía U17 Việt Rim đã bị ảnh hưởng phần nào sau khi họ nhận những bàn thua. Khi mà thời gian vẫn chưa trôi qua một nửa chặng đường của hiệp đấu đầu tiên thì các nhà đương kim vô địch U17 Kipen Fly Gaspa họ đã có 3 bàn thắng được ghi vào lưới của đối phương. Phản công dành cho U17 Việt Rim không được. Tấn Bình. Thành Phong. Dứt điểm từ xa. Rõ ràng các thủ áo tím đang có sự hưng phấn ở trận cầu ngày hôm nay, khi trước đó họ đã tạo ra những bàn thắng rất đẹp.
Và chính sự tự tin đó đang giúp cho đội bóng này có một thế trận được xem là trên cơ so với U17 Vietdream. Tấn Phát mất bóng nguy hiểm, không vào. Một pha phối hợp chưa được tốt của các đội áo tím. Vừa rồi thì Văn Thuận đã cố tình thực hiện một đường truyền cho người đồng đội đó là Tấn Bình. Tuy nhiên đường truyền vẫn còn hơi sâu. Còn phải có một sự trấn tĩnh về mặt tâm lý đối với U17 Vietdream sau khi họ liên tiếp nhận 3 bàn thua. Và ban huấn luyện của đội bóng này đã xin tạm dừng huấn luyện một phút. Rõ ràng đây là khoảng thời gian rất quan trọng với đội bóng này khi họ cần phải nỗ lực và làm lại. U17 Vietdream cần phải thi đấu giống như cái cách mà họ đã đối đầu với U17 Tân Trụ FC ở lượt trận cuối của vòng đấu bảng. Trong 3 trận cầu ở vòng đấu bảng thì U17 Keep Em Fly Gaspa là một trong đội bóng đã tung ra nhiều tình huống dứt điểm nhất. Tổng cộng qua 3 trận thì đội bóng này đã tung ra 82 tình huống dứt điểm so với 45 tình huống dứt điểm của U17 Vietdream. Và trong 82 tình huống dứt điểm đó thì có 51 tình huống dứt điểm trúng đích. Vẫn là những đường truyền nhắm đến vị trí của pivot mã số 8, đó là Tấn Bình. Một mẫu tiền đạo có khả năng tì đè và xoay sở, cũng như là khả năng dứt điểm bằng chân phải rất uy lực. Đã có lỗi đá biên của U17 Vietdream. Cho đến thời điểm hiện tại thì thời lượng kiểm soát bóng của U17 Keep Em Fly Gaspa đang là 60%. Và sau, trong khi đó thì U17 Vietdream mới cầm bóng 40%. Hòa Trọng, Tấn Phát, Lê Hoàng chưa thể vượt qua được cầu thủ thứ hai. Sẽ là một tình huống cố định dành cho các thủ áo tím. Dứt điểm, không vào. Người vừa dứt điểm ở tình huống vừa rồi lại là số 8 Tấn Bình, người có cái chân phải rất uy lực. Ngày hôm nay Tấn Bình cũng đã có một pha lập công ở khoảng cách tương tự như quả đá vừa rồi. Trước trận cầu ngày hôm nay thì trận cầu tứ kết đầu tiên của hàng đầu Serie A đã khép lại. U17 Inox Thanh Danh đã vượt qua U17 Gối Chín Thiêng với tỷ số là 6-1. Ở mùa giải năm ngoái thì U17 Keep Em Fly Gaspa đã đối đầu với K34 ở trận cầu bán kết. Và sau khi vượt qua K34 thì đội bóng này đối đầu với U17 Tân Trụ FC. Trong trận cầu chung kết, U17 Keep Em Fly Gaspa đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Khi mà thời gian của hiệp đấu đầu tiên chỉ còn 6 phút thì U17 Vietdream vẫn chưa tung ra một quả đá nào về phía khung thành của U17 Keep Em Fly Gaspa.
Và trong khi đó thì các nhà đương kim vô địch đã có tổng cộng là 12 lần dứt điểm về phía khung thành của U17 Việt Rim. Tám trên 12 tình huống dứt điểm của U17 Keep Em Fly Gaspa là những tình huống dứt điểm trúng đích, một tỷ lệ rất cao. Và đó chính là một trong những cái chìa khóa mà U17 Keep Em Fly Gaspa mang đến ở mùa giải năm nay. Và xử lý có phần thiếu chắc chắn của thủ thành bên phía U17 Việt Rim. Hoài Trọng. Qua người rồi. Cơ hội nào. Tỷ số đường súng ngắn số 1-3 dành cho U17 Việt Rim. Một pha xử lý rất điều nghệ của cầu thủ mang áo số 19. Dù lực sút ở tình huống vừa rồi là không căng, nhưng tình huống xử lý kỹ thuật đã đánh lừa sự phán đoán của thủ thành đối phương. Lại là quả đá từ xa của Tấn Bình. Qua 3 trận cầu ở vòng đấu bảng thì đội bóng đã dứt điểm nhiều nhất chính là U17 Keep Em Fly Gaspa. 3 trận cầu thì tổng cộng họ dứt điểm 82 lần. Đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất ở vòng đấu bảng đó là U17 Tân Trụ FC có 15 bàn thắng qua 3 trận. U17 Inox Thanh Danh là đội bóng sở hữu hàng thủ tốt nhất khi nhận 2 bàn thua qua 3 trận. Ở vòng đấu tứ kết này, ngoài Trần Duy Khánh của U17 Keep Em Fly Gaspa không thể tham dự thì còn có hai cầu thủ khác, đó là Anh Tuấn của U17 Masport và Thái Nguyên của Cùng 11 FC cũng không thể tham gia ở vòng đấu loại trực tiếp này. Và lúc này thì Tấn Bình đã được rút ra sân. Và người vào sân thay thế cho Tấn Bình đó là Đức Thuận. Có thể dứt điểm, không vào, bóng đã đi ra ngoài. Một pha xử lý rất nhanh bằng chân trái của các thủ bên phía U17 Keep Em Fly Gaspa. Lê Hoàng mất bóng rồi, không được. Tuy nhiên nỗ lực của cầu thủ mang áo số 15 đó là Thành Đạt cũng giúp cho U17 Keep Em Fly Gaspa có được quả đá phạt góc. Rất tốt. Tuyến hai băng lên. Cơ hội không vào. Một pha phối hợp rất connect của U17 Keep Em Fly Gaspa. Khi một cầu thủ dứt điểm thì ngay lập tức cầu thủ ở cột 2 sẽ băng vào. Đối mặt nào. Không được. Đã có sự bọc lót đến từ các thủ U17 Keep Em Fly Gaspa. Phúc Vinh mất bóng vô cùng nguy hiểm. Và vừa rồi thì Thanh Phong lại một lần nữa ghi bàn. Hat-trick dành cho Thanh Phong ở trận cầu ngày hôm nay. Một sai lầm tai hại đến từ hàng phòng ngự của U17 Việt Rim. Rõ ràng ngày hôm nay thì hàng phòng ngự của U17 Việt Rim đang hoạt động không tốt.
họ để cho đối phương có nhiều khoảng trống và cũng có rất nhiều những tình huống phạm sai lầm. Thời gian của hiệp đấu đầu tiên đang trôi về những phút cuối và tỷ số lúc này đang là 4-1 dành cho U17 Kip Evelyn Gaspar. Các chân cầu của giải U17 FI Trần Quốc Masport ở mùa giải năm nay đều được phát sóng trực tiếp ở trên website, fanpage, YouTube của Live Channel Việt Nam Phúc Sang, FI Phúc Sang Championship, HTV Online và truyền hình trực tiếp ở trên kênh HTVC Plus. Chúng ta đến với một quả đá phạt dành cho U17 Việt Grim. Một quả đá phạt có còi. Ở cửa ly này thì các thủ rất có thể sẽ đá thẳng. Đúng là như vậy. Tình huống dứt điểm đầu tiên ở trong trận cầu ngày hôm nay của U17 Việt Grim. Họ đã có một cái hiệp đấu quá khó khăn trước một đối thủ rất nặng ký ở mùa giải năm nay. Rất nguy hiểm. Và lúc này thì thời gian của hiệp đấu đầu tiên cũng đã khép lại. Tỷ số lúc này đang tạm thời là 4-1 dành cho U17 Kip Evelyn Gaspar. Một hiệp đấu rất thành công của các nhà đương kim vô địch. Và chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong 1 phút trước khi bước vào hiệp 2. Trở lại với trận cầu của chúng ta thì U17 Kip Evelyn Gaspar lúc này họ đang có được một lợi thế rất lớn trước U17 Việt Grim. Tỷ số lúc này đang là 4-1. Một lần nữa ở mùa giải năm nay thì hàng công của U17 Kip Evelyn Gaspar lại chơi rất tốt. Người ta thường nói lên ngôi vô địch là một câu chuyện rất khó và bảo vệ danh hiệu vô địch lại là một câu chuyện khó hơn. Và mùa giải năm nay thì chúng ta hãy cùng chờ xem các học trò của huấn luyện viên Hoàng Duy liệu rằng họ có bảo vệ được thành quả hay không. Và như vậy hiệp 2 đã chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp đấu này thì U17 Kip Evelyn Gaspar sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải quý vị. Vẫn còn rất nhiều những thử thách trông gai dành cho U17 Kip Evelyn Gaspar ở mùa giải năm nay. Nhìn chung đến thời điểm hiện tại thì những ứng cử viên đăng ký dành cho danh hiệu vô địch đó là U17 Kip Evelyn Gaspar, U17 Tân Trụ FC, U17 Iroc Thanh Dân đều đã giành được những kết quả rất tốt. Và U17 Iroc Thanh Dân chính là đội bóng đầu tiên có mặt ở vòng đấu bán kết. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì U17 Kip Evelyn Gaspar đã tổng cộng dứt điểm 17 lần về phía khung thành của U17 Việt Grim. Và trong khi đó thì U17 Việt Grim có tổng cộng là 5 tình huống dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Hai cầu thủ của U17 Kip Evelyn Gaspar đã theo sát ở tình huống vừa rồi. Dứt điểm không được. Đó là quả đá ở khoảng cách xa của cầu thủ mang áo số 9, đó là Trường Lộc. Tấn Bình. Chân trái không vào. Một pha xử lý quen thuộc của Tấn Bình. Luôn là những pha cài người rất khôn ngoan để sau đó xoay người vào dứt điểm. Vừa rồi là một quả đá bằng chân trái, chân không thuận của Tấn Bình. Không có gì khó khăn đối với thủ thành của U17 Kip Evelyn Gaspar.
Pha xử lý vẫn còn chưa thực sự tốt. Thống kê qua từng vòng đấu thì chúng ta có thể thấy là số bàn thắng cũng như là số tình huống dứt điểm đều tăng so với những vòng đấu trước đó. Tấn Bình, ở vòng đấu đầu tiên thì tổng số pha dứt điểm đó là 375 và có tổng cộng là 45 bàn thắng được ghi. Ở vòng đấu thứ hai thì có tổng cộng là 378 lần dứt điểm và có 45 bàn thắng. Và ở vòng đấu thứ ba thì có tổng cộng là 407 lần dứt điểm và có 51 bàn thắng được ghi. Và cho đến thời điểm này của vòng đấu tứ kết thì cũng đã có rất nhiều những bàn thắng. Đến lúc này ở trận đấu thứ hai thì đang có tổng cộng là 12 bàn thắng được ghi, trong đó có 7 bàn ở trận cầu tứ kết đầu tiên và 5 bàn trận cầu mà chúng ta đang theo dõi. Tấn Bình, cơ hội nào, không vào. Rất tiếc là quả đá của Tấn Bình lại đi đúng vào vị trí của thủ thành đối phương. Trước đó là một pha cài người dứt điểm rất khôn ngoan. Vào! Bàn thắng thứ hai dành cho U17 Việt Rim ở trận cầu ngày hôm nay. Và lại là cầu thủ mang áo số 19 lập công. Khoảng cách lúc này chỉ còn là 2 bàn. Dứt điểm rất nguy hiểm. Còn phải có những sự chắc chắn đến từ hàng phòng ngự của Keep Em Fly Gaspar. Rõ ràng trong khoảng 1 phút trở lại đây thì hàng phòng ngự của đội bóng này không thể khiến cho người hâm mộ cảm thấy an tâm. Họ để cho đối phương có những cơ hội. Ngọc Phú, Thành Đạt, Thành Phong. Thành Phong ở trận cầu ngày hôm nay đã có được 3 bàn thắng. Một con số rất chênh lệch về khả năng dứt điểm. Keep Em Fly Gaspar đến lúc này đã có tổng cộng là 20 lần dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Và trong khi đó thì U17 Việt Rim mới thực hiện 8 lần dứt điểm về phía khung thành của các thủ áo tím. 20 tình huống dứt điểm của U17 Keep Em Fly Gaspar thì có đến 13 lần dứt điểm trúng đích. Rất nguy hiểm, không vào. Bóng đã chạm vào cột dọc khung thành của U17 Keep Em Fly Gaspar. Đã có những phút giây tương đối chủ quan của các đội tím. Và điều đó đã giúp cho U17 Việt Rim phần nào có được sự hứng phấn. Ở trong bóng đá điều đó là rất nguy hại. Đặc biệt là trong một trận cầu knock out như thế này. U17 Keep Em Fly Gaspar đến thời điểm hiện tại đã kiểm soát bóng 56%. Cũng không quá chênh lệch so với đối phương. Khi mà U17 Việt Rim cũng đã cầm bóng đến 44%. Thành Phong. Sau trận cầu này thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn trận cầu thứ 3 ở vòng đấu tứ kết. Đó là cuộc đối đầu giữa MNT và U17 cùng 11 FC. Đây cũng là một trận cầu rất hay khi mà cả hai đội đã chứng tỏ được khả năng của mình và được đánh giá là một trận cầu cân tài ngang sức.
Phú Vinh. Trường Lộc. Lúc này thì đội hình của U17 Kip Fly Gaspa đang chơi tương đối thấp. Họ đang chơi sơ đồ hình vuông ở phần sân nhà. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Duy đang muốn các cầu thủ thực hiện lối đá phòng ngự phản công. Rất nhịp nhàng. Cơ hội. Bóng đã chạm tay cầu thủ mã số 8 của U17 Việt Rim. Và trọng tài ngay lập tức rút ra chiếc thẻ vàng. Một quả đá phạt có còi và người đã đứng trước bầu lúc này đó là Thanh Phong. Người đã có 3 bàn thắng đến lúc này. Liệu rằng Thanh Phong có thể lập nên cú poker hay không? Không được. Quả đá phạt không tốt của Thanh Phong. Trước vòng đấu tứ kết thì người có được nhiều số bàn thắng nhất ở giải bóng đá U17 FI đó là Trần Vương Duy Bảo, cầu thủ của U17 Tân Trụ FC. Cầu thủ này có 5 pha lập công, trong đó có 4 bàn ở trận đấu khai mạc với AFC. Thời gian ở trận cầu ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều, vẫn còn khoảng gần 11 phút. Và rõ ràng khoảng cách hai bàn như thế này chưa thể đảm bảo cho một chiến thắng dành cho các nhà đương kim vô địch. Ngày hôm nay theo chân các cầu thủ có mặt tại nhà thi đấu Trường Hải có bầu Lê Quý của U17 Kip Fly Gaspa. Ngọc Phú. Rõ ràng quyết tâm của cả hai đội ở trận cầu ngày hôm nay là rất lớn. Đội bóng nào cũng muốn có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay. Bóng chưa chạm tay. Nguy hiểm. Không vào. Cơ hội vừa rồi thuộc về cầu thủ mang áo số 10, đó là Phúc Vinh. Quang Nam. Bóng đã đi ra ngoài. Có thể nói một trong những điều rất đáng khen với các cầu thủ trẻ tại giải bóng đá U17 FI đó là tinh thần đồng đội. Ngày hôm nay thì cầu thủ số 2 Duy Khánh của U17 Kip Fly Gaspa không thể ra sân khi cầu thủ này đã nhận 2 chiếc thẻ vàng ở 2 vòng đấu trước đó. Tuy nhiên trong những bàn thắng của U17 Kip Fly Gaspa thì các cầu thủ đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo với số 2 và đã có những màn ăn mừng đối với chiếc áo này. Đó là điều rất đáng khen. Bên cạnh các buổi phát sóng trực tiếp của giải bóng đá U17 FI thì chúng tôi cũng có những điểm tin vào lúc 19 giờ thứ ba hàng tuần để tổng hợp lại các vòng đấu, những diễn biến, những điểm nhấn của giải bóng đá U17 FI cũng như là các giải đấu phong trào khác. Và đây là điểm tin dành cho giới phong trào cả nước. Và nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ qua mail vietnamvusang2015a@gmail.com để chúng tôi có thể phục vụ quý vị và truyền đạt những thông tin ở những cái giải đấu
phong trào đến người hâm mộ. Quảng Nam rất nhịp nhàng, mất bàn rồi, đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ số 7 bên phía U17 Việt Grim, và trọng tài vừa rồi đã rút ra chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ cho Quảng Nam. Đứng trước bóng lúc này đó là Tấn Bình, người có khả năng dứt điểm từ xa tốt nhất bên phía các đội áo tím. Một quả đá sệt. Bóng đá trẻ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Và rõ ràng ở mùa giải năm nay, hầu hết tất cả các trận cầu của giải bóng đá U17 FI đều có một lượng khán giả đến sân rất đông. Và không dễ để tìm ra một vị trí ngồi thuận lợi để theo dõi các trận cầu khi mà không còn một chỗ trống nào ở trên khán đài. Chân trái. Lại là cú đá của cầu thủ mang áo số 19. Vẫn không có quá nhiều sự chênh lệch về thời lượng kiểm soát bóng khi mà U17 Kipen Fly Gaspa cầm bóng 53% so với 47% của đối phương. Nguyễn Dương, Thanh Phong, Nguyễn Dương, Tuyến Hai băng lên dứt điểm nào, rất tuyệt vời, và đó là bàn thắng của đội trưởng Tấn Bình. Dù là một quả đá bằng chân trái, tuy nhiên quả đá là vô cùng uy lực. Và bóng đá khẽ chạm sang ngang của khung thành U17 Việt Grim. Tấn Bình đang cho thấy một mẫu tiền đạo rất toàn diện. Người có khả năng tì đè làm tường, người có khả năng dứt điểm bằng cả hai chân. Ở trong phút sang thì những tiền đạo như vậy được xem là cú hiếm của các đội bóng. Thanh Phong. U17 Kipen Fly Gaspa đã ghi được 5 bàn thắng ở trận cầu ngày hôm nay. Tuy nhiên trong 5 bàn thắng của đội bóng này thì chỉ có 2 cầu thủ đang hiện tên lên bảng điện tử. Đó là Thanh Phong và Tấn Bình. Vừa rồi lại một lần nữa thì Tấn Bình lại thử thách tài năng của thủ thành đối phương. Những quả đá mà chúng ta thường thấy ở trong giới phong trào ở những đôi chân của Cap de Villa hay là Tuấn Cô, những người có khả năng dứt điểm vô cùng uy lực. Và với cái đà phát triển như hiện tại thì rất có thể Tấn Bình cũng sẽ trở thành một trong những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất ở trong giới phủ của miền Nam. Bỏ bóng rất hay, rất nguy hiểm, không vào. Hai cú đá liên tiếp vừa rồi là của Quảng Nam. Hai đội đang đẩy cao đội hình khi mà thời gian ở trận cầu ngày hôm nay không còn nhiều. Phản công dành cho U17 Kipen Fly Gaspa. Nguyễn vào. Bàn thắng của số 3 Văn Thuận. Có thể đó sẽ là dấu chấm hết ở trận cầu ngày hôm nay. Pha đi bóng rất tự tin, ngoặc bóng bằng chân phải và tung ra cú đá vô cùng uy lực, rất dẻo,
Loại bỏ hai cầu rồi, không vào. Đi bóng rất hay và cũng tung ra một quả đá tương đối chất lượng. Nhưng bóng đã khẽ chạm cột dọc khung thành của đối phương. Với những gì đang thể hiện như thế này thì rõ ràng U17 Kipem Fly Gaspa đang thách thức bất cứ đội bóng nào tại giải U17 FB. Họ không ngáng bất cứ gã tên nào ở mùa giải năm nay. Thời gian của hiệp đấu thứ hai chỉ còn khoảng 2 phút và tỷ số lúc này đã là 6-2. Dù thời gian vẫn còn nhưng rõ ràng U17 Kipem Fly Gaspa đang nắm chắc chiếc vé vào vòng đấu bán kết ở trong tay. Nếu điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ xác định hai chiếc vé đầu tiên có mặt ở vòng đấu bán kết. Đó là U17 Kipem Fly Gaspa và U17 Inox Thanh Dân. Thành công dành cho các thủ U17 Việt Rim. Không được. Trọng tài đã rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Tấn Bình. Với tình huống câu giờ ở tình huống vừa rồi. Vẫn đang là cái thủ áo đỏ. Một pha bóng rất an toàn của Ngọc Phú. Chỉ còn 59 giây mà thôi. 59 giây khoảng cách là 4 bàn. Thực sự chỉ có một điều thần kỳ xảy ra thì mới giúp cho U17 Việt Rim có thể ghi được những bàn thắng để cân bằng tỷ số ngày hôm nay. Nếu giữ nguyên kết quả như hiện tại thì sau hai trận cầu tứ kết đầu tiên ở mùa giải năm nay có tổng cộng 15 bàn thắng được ghi, rất nguy hiểm. Vừa rồi là cơ hội dành cho số 6 bên phía U17 Kipem Fly Gaspa. Và lúc này thì Vĩ Hùng đã rời sân để nhường chỗ cho thủ thành mang áo số 20, đó là Xuân Hiếu. Thời gian chỉ còn tiến bằng giây. Và đây là khoảng thời gian mà các thủ áo tím đang có những sự thử nghiệm. Rất nguy hiểm, bóng đã đi ra ngoài. U17 Kipem Fly Gaspa đang ở rất gần với chiếc vé có mặt ở vòng đấu bán kết ở mùa giải năm nay. Và sau khi khép lại trận cầu này thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trận cầu tiếp theo. Đó là cuộc đối đầu giữa MNT và cùng 11 FC. Và bên cạnh đó là cuộc đối đầu giữa TNT và Tân Trụ FC. Và không có một bất ngờ nào xảy ra ở trận cầu ngày hôm nay. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Kết quả chung cuộc, các nhà đương kim vô địch U17 Kipem Fly Gaspa đã giành chiến thắng với tỷ số là 6-2 để ghi tên mình vào vòng đấu bán kết ở mùa giải năm nay. Xin chúc mừng những học trò của huấn luyện viên Hoàng Duy và cũng xin chia buồn cho các thủ U17 Việt Rim. Họ đã chơi rất quả cảm ở trận cầu ngày hôm nay. Tuy nhiên, đối thủ của U17 Việt Rim ngày hôm nay là một nhà đương kim vô địch với những cầu thủ rất chất lượng. Và như vậy đến thời điểm này thì chúng ta đã xác định được hai chiếc vé đầu tiên có mặt ở bán kết, đó là U17 Inox Thanh Dân và U17 Kipem Fly Gaspa. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút.
trước khi bước vào trận cầu tiếp theo.